Xin chào các anh chị, cô chú chăn nuôi bò. Mình là Trường, công ty nông nghiệp xanh bên Rovet Việt Nam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại với các cô chú anh chị chăn nuôi bò về cái vòng kiềm xỏ mũi bò bằng nhựa, vòng nhựa xỏ mũi bò và kiềm xỏ mũi. Thì cái kiềm này là phía bên mình nhập về cái kiềm rất là cải tiến so với cái kiềm cũ. Thì kiềm cũ nó rất là vuông, sắc cạnh và nó nhỏ, cho nên cái việc mà cầm bóp nó khá bất tiện. Thì cái kiềm này thì bằng inox và nó được bo tròn, khá là thuận tiện trong việc bấm mũi. Rồi thì có một số các cô chú anh chị thì có phản hồi là cái việc bấm gài cái vòng này, cái vòng nhựa sau mũi này vào trong cái kìm bấm nó khó và nó không gài vào được, và khi bấm vào thì nó không khớp. Thì hôm nay mình hướng dẫn mọi người cái cách cài và cái cách bấm cái vòng xỏ mũi mà vòng xanh này có khuyên cài. Thì đầu tiên thì các cô chú anh chị thì cầm như thế này, nó khá đơn giản thôi, mình để ý một xíu là được. Thì ngay chỗ cái khắc đầu này này, cái khắc đầu này của cái vòng xỏ này, quan trọng là cái đầu này, thì mình gài vào ngay chỗ cái khế này, đúng không? Gài vào ngay chỗ cái khế này, rồi đó, chèn tay vào giữ cái này, giữ phía này, còn phía bên này là tự do. Sau đó mình gài vào, chủ yếu là cầm phía bên đầu bấm nhọn này đó, còn phía bên này thì khi nào mình giữ cái này xong thì mình mới gài cái này lại đó, thì vô là vừa khớp luôn như thế này. Thì khi mình đưa vô mũi bò, cố định đưa vô mũi bò từ từ thôi. Sau đó là khi mà vô sâu vô phía trong rồi là mình ấn dứt khớp một cái đó như này. Và nếu như mà cô chú anh chị mà gài mà không gài cái đầu này trước á thì nó dễ bị cái trường hợp nó như thế này này. Có những cái trường hợp mà cô chú anh chị bảo là nó không vào khi mà mình chưa kéo giãn hết những cái này này, chưa kéo hết cái này về vô cho nó ôm hết cả cái vòng kìm bấm này, thì nó sẽ không có khớp. Khi mà nó vẫn còn mà nó vênh lên á thì như thế này, thì nó sẽ không có vào, nó sẽ trật. Như thế này là nó bị trật. Đó. Như thế này thì nhiều cô chú anh chị khi không có bóp sát cái vòng vào lưng của cái kìm thì khi gài vô thì bấm thì nó trật ra như thế này. Đó, nó không khớp, nó không đâm vào được trong cái lỗ này. Đó. Thì khi mình gài á thì mình phải kéo sát cái đầu này trước. Kéo sát cái đầu này trước, sau đó là kéo thằng này về. Đó, nó nghe cái tắc. Đó. Như thế này. Đó, khi mình đưa kìm vào trong cái mũi bò, đưa vào ổn định sau rồi dứt khớp. Ấn mạnh một cái dứt khớp luôn. Thì nó đã gài vào rồi. Cái việc mình rút cái kìm ra thôi. Đây. Thì cái này là mình đã bấm vào rồi. Thì những cái vòng xanh của phía bên Rovet Việt Nam cung cấp á, ra cho bà con chăn nuôi á, thì nó có kèm thêm một cái đinh. Đinh nhỏ này, khi các bạn vận đơn bên mình gói hàng thì nó kèm thêm một cái đinh nhỏ này. Mục đích khi là bấm vô xong rồi các xoay cái vòng ra ngoài. Xoay cái vòng ra ngoài. Rồi sau đó mình lấy cái đinh này mình xỏ qua. Tại vì cái này là cái việc
cải tiến để cho vòng nó khỏi bị bung. Có nhiều trường hợp thì vòng khi gài 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 vào và con bọ nó kéo bóc bất thình lình với cái sức giật rất là mạnh thì nó sẽ bị bung ra. Thì để tránh cái trường hợp bị bung thì nhà sản xuất có kèm theo một cái đinh đinh như này. Thì khi mà mình bấm mua vòng vào mũi của bò xong thì mình gài cái đinh này vào, sau đó dùng cái kìm như thế này, thì mình chỉ cần dùng cái kìm mình bấm vô thôi đó, như thế này, các anh chị thấy không ạ? Đó, mình chỉ xỏ cái đinh vào một xíu, sau đó lấy cái kìm bóp, nó rất là dễ vào, mình không có lòng. Đó, thì cô chú anh chị thấy nó như thế này. Đây, như thế này là đã xong. Và cần khi mà các anh chị bấm quan cái điều quan trọng là phải gài cho nó đúng, gài cho nó đúng, trọng là gài cho nó đúng cái này trước, sau đó mình mới kéo cái này về gài bên đầu bấm trước, giữ giữ chặt này, kéo cái này về, rất đơn giản. Nếu như mà mình đỡ cái phần này mà nó dài quá, nó lòng thòng ra như này á, thì khi mình đưa vào cái mũi con bò thì nó việc nó bị bung ra, thì bật bị bung ra, cho nên khi mà mình kéo mình đưa sát hết vô trong ôm vô trong cái lưng vòng á, cái lưng kìm á, kéo hết về thì nó như thế này đó, kéo hết về như này, khi ấn bấm vô rất là dễ đưa vào một phát, khi nào nó vô cái cực là nó đã dính đó. Giờ mình xỏ cái đinh vào này thôi, xỏ cái đinh vào lấy cái kìm bấm bóp lại một cái xong. Này làm vòng đeo 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 tay cũng style hè. Rồi, cảm ơn anh chị và cô chú. Thì sẵn nhân tiện đây thì Ru Việt Nam cũng có một cái chương trình là mua 10 vòng này, mua 10 cái vòng này thì được tặng một vòng. Khi mua 50 vòng thì được tặng 10 vòng nha, được tặng thêm 10 vòng. Mua 50 vòng thì được tặng 10 vòng, mua 10 vòng thì tặng một vòng, mua 50 vòng thì được tặng 10 vòng. Thì chi tiết thì có trên video, thì cô chú anh chị tham khảo. Vòng này rất là rẻ và siêu bền. Những bò mà Cherolite 3B tầm hoặc là Angus, Rockmaster tầm khoảng 8 tạ đến 1 tấn kéo thì vô tư luôn, không tầm được. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video, xin cảm ơn.